Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi bị án dí, chiến hay hàng. Đại tá Đinh Văn Nơi là một dũng tướng hiếm có đang trong tay ông Tô Lâm. Và ông Tô Lâm là người đang muốn lập công dâng ông Tổng để được sự hậu thuẫn của ông Tổng cho chiếc ghế tứ trụ. Nói chung là có qua thì sẽ có lại. Trong tay ông Tổng có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Tuy nhiên chỉ có Bộ Công an là có nghiệp vụ mạnh hơn cả. Và ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh thì tất cả đều hiểu rằng cấp trên đang kỳ vọng ông Nơi sẽ làm gì ở đây. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay ông Nơi mới về Quảng Ninh được hơn 20 ngày. Mới về Quảng Ninh, ông Nơi đã làm một vụ án đầu tay gây nên tiếng vang mạnh với việc bắt hai quan chức của công ty cổ phần nhiệt điện Đông Triều tội tham ô tài sản. Ngoài ra, ông còn cho càn quét rất nhiều tội phạm hình sự ngoài xã hội. Nhưng thành tích này không có gì đáng nói vì đối với một giám đốc công an như Đinh Văn Nơi thì việc truy quét tội phạm hình sự không khó. Điều mà nhiều người quan tâm là ông Nơi sẽ làm gì với các quan chức đã bị dính chàm tại Quảng Ninh trước đó. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, ông Nơi về Quảng Ninh vừa để bắt người vừa truy tố trong phạm vi quyền hạn của công an tỉnh, vừa hỗ trợ Bộ Công an đánh những án lớn. Trừ những vụ án hình sự không đáng quan tâm thì những vụ án kinh tế liên quan đến những mối quan hệ mờ ám dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ở đây. Vụ án thứ nhất là vụ công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Vụ này là vụ án tra hình, nghĩa là bề ngoài là án kinh tế nhưng bên trong là án chính trị. Vụ này ông Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ. Vụ thứ nhì là tiếp tục khai thác nguồn tiền khổng lồ của ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà từ đâu mà có. Vụ án này cũng là vụ án tham nhũng nhưng lại liên quan đến chính trị. Không dễ dàng gì cho ông Đinh Văn Nơi, một đại tá công an ở tỉnh. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm kỳ vọng rất lớn ở đại tá Đinh Văn Nơi. Vụ thứ ba là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ năm 2016-2021. Đây chỉ là một quan chức sai phạm có liên quan đến vụ Việt Á, nhưng ba quan chức khác. Tuy nhiên, quan chức cấp tỉnh hoặc cấp thành phố tại Quảng Ninh có tầm quan trọng hơn quan chức ở nhiều tỉnh, thành phố khác rất nhiều. Bởi bộ máy mà ông Phạm Minh Chính đã xây dựng từ năm 2011 cho đến năm 2015 vẫn còn đó. Nên có người nói nếu bứt dây ở Quảng Ninh thì sẽ động rừng ở Hà Nội, mà cụ thể là ngay trong chính phủ. Tại chính phủ có hai người đã từng xây dựng bộ máy nhân sự cho tỉnh Quảng Ninh, chứ không phải chỉ một người. Đó chính là ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Minh Chính. Ông Vũ Đức Đam thì đang bị lò của ông Tổng dí sát mặt. Tuy nhiên, những gì ông Vũ Đức Đam đã làm ở Quảng Ninh không để lại dấu ấn nhiều như ông Phạm Minh Chính đã làm. Thực tế, thời kỳ làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã để lại dấu ấn sâu đậm cho tỉnh này. Có cả dấu ấn tốt và dấu ấn xấu. Tuy nhiên, dấu ấn tốt không ai quan tâm và hiện nay người ta chỉ quan tâm đến dấu ấn xấu mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để lại nơi đây. Vì thế, cứ hồ sơ điều tra nào, cho dù kinh tế hay hình sự có liên quan đến quan chức hoặc cơ quan công quyền, đều là án rất khó. Đây là hình ảnh bứt dây ở Quảng Ninh thì rất dễ động rừng ở chính phủ tại Hà Nội. Hiện nay, ông Đinh Văn Nơi nắm công an tỉnh Quảng Ninh có 3 tuần mà đã có 3 vụ án khó đang dí tới ông. Nếu ông xử lý tốt thì ông có công với Tô Lâm và ông Tổng và cơ hội lên chức sẽ rộng mở. Quân hàm thiếu tướng sẽ đợi ông. Tuy nhiên ngược lại, ông lại gây thù chuốc án với phe bị ông điều tra. Nếu ông làm không tốt thì bên bị điều tra sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng phe dùng ông sẽ không tha cho ông vì họ thất vọng, mà quan trọng là họ không thắng được đối thủ trong cuộc cạnh tranh quyền lực. Vậy là chiến hay hàng là câu hỏi được đặt ra. Đó là quyết định mang tính sống còn của ông. Có lẽ ông Nơi chọn chiến. Tuy nhiên chiến có thắng được hay không là vấn đề hoàn toàn khác. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Hoan, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm phải trả giá. Lê Thanh Hải cười khẩy. Vụ oan của Thủ Thiêm đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vụ án này đã đi vào bế tắc vì nguồn gốc của bản đồ quy hoạch 1/500
được ban hành kèm theo quyết định số 367 về quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, được Thủ tướng Chính phủ của thời đó là ông Võ Văn Kiệt ban hành vào năm 1996. Tuy nhiên, vào năm 2006, ông Nguyễn Văn Đua đã ký quyết định số 6565 quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, truất phế quy định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đó, gây ra oan khuất ngất trời cho bà con tại Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan đang bị đưa lên thớt. Vào năm 2018, báo chí và cả nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng ra bản đồ gốc. Thì ông Võ Văn Hoan lúc đấy là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố nói rằng nó đã bị mất. Trưa ngày 2 tháng 5, ông Võ Văn Hoan chủ trì một họp báo về tình hình kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt ra điều câu hỏi liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, trong đó có đề cập đến thông tin cho là Thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy bản đồ quy hoạch khu đô thị này. Ông Hoan đã nói tỉnh keo rằng chưa tìm thấy bản đồ này nằm trong bộ hồ sơ lưu trữ, chứ không phải là không có. Trong khi đó, chính ông chịu trách nhiệm về vấn đề lưu trữ bản đồ gốc. Cho đến nay đã hơn 4 năm, nhưng ông Võ Văn Hoan vẫn chưa tìm ra bản đồ gốc này. Thế là dìm vụ án Thủ Thiêm chìm xuồng. Muốn khui ra tam trụ ăn đất ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì trước hết phải truy bản đồ gốc mới tìm ra sai ở quyết định do Nguyễn Văn Đua đã ký. Mà muốn truy bản đồ gốc thì phải do Võ Văn Hoan cho bắt rồi mới điều tra, nếu không thì tam trụ ăn đất vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vào ngày 19 tháng 9, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Hoan bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định về thi hành kỷ luật của đảng 30 tháng 6 năm 2022. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan chính là thành trì bảo vệ tam trụ ăn đất. Như vậy là bước đi của ông Phạm Minh Chính chẳng qua là theo thủ tục khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã kỷ luật ông này về mặt đảng. Nội dung kết luận sai phạm của ông Võ Văn Hoan thì vẫn là những lời nói chung chung theo cùng một form như bao lâu nay ông Trọng đã làm, đó là Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản của nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn của thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành bị xử lý hình sự. Cũng nhiều nhà phân tích đang chờ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với ông Võ Văn Hoan. Ông này chính là đầu mối để khui ra sai phạm của tam trụ ăn đất, và liệu ông Trọng có cho bắt tạm giam ông này để điều tra tam trụ kia hay không. Đây là hình ảnh làm mất bản đồ gốc có chủ ý. Thực tế là thế lực ngầm Lê Thanh Hải vẫn còn rất mạnh. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì hai trụ còn lại cũng sẽ ngã nhào. Tuy nhiên, để bè được trụ Lê Thanh Hải hiện nay là rất khó đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đã có nhân vật thân cận với ông Lê Thanh Hải mà làm lớn như Võ Văn Hoan rất nhiều, như ông Tất Thành Cang, nhưng ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông Hải. Lần này bắt Võ Văn Hoan cho thấy ông Trọng đã không bỏ cuộc. Tuy nhiên, theo một số người đánh giá, ông Lê Thanh Hải ngồi nhà cười khẩy những nỗ lực của ông Trọng. Không biết lần này ông Trọng có chứng tỏ được uy quyền thực sự của mình hay không.